Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình và các huyện Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân huyện Yên Khánh có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Yên Khánh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân huyện đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức thành công 18 kỳ họp với chất lượng ngày càng nâng lên, đã ban hành 188 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng với phương thức linh hoạt. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức giám sát 42 cuộc ở 83 đơn vị và có các kết luận cụ thể về những ưu điểm, nhược điểm, kiến nghị những vấn đề cần khắc phục đối với các cơ quan đơn vị, cá nhân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quốc Ngọc biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội đồng Nhân dân huyện nói riêng và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh nói chung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ hoạt động có hiệu quả của Hội đồng Nhân dân và các cơ quan, ban, ngành của huyện đã góp phần quan trọng để huyện đạt được kết quả toàn diện, tạo bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, thu hút được nhiều nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thương mại dịch vụ chuyển dịch tích cực, bảo đảm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được tăng cường, đồng bộ và được phát huy tốt, xây dựng nông thôn mới được tập trung theo hướng coi trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng chí lưu ý sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể của huyện cần tập trung cao một số nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt các giải pháp để đạt được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng thời gian kế hoạch, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng luật, lựa chọn được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, tâm huyết, uy tín, phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, đưa Yên Khánh tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững. Nhân dịp này, huyện Yên Khánh đã khen thưởng cho 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.